Nhiều nguồn tin ở Liban cho biết Israel đang tập trung triển khai nhiều xe tăng và xe bọc thép dọc khu vực biên giới Liban. Trang tin tức Liban 24 ngày 1 tháng 3 cho biết các xe tăng và xe bọc thép được đưa từ miền Trung, thậm chí rút nhiều đơn vị từ Gaza lên phía Bắc. Khu vực triển khai xe tăng và xe bọc thép chở quân nhiều nhất của Israel là vùng Upper Gagile. Việc triển khai các loại vũ khí, khí tài hàng nặng của Israel gia tăng sau khi xung đột biên giới Israel-Liban leo thang trong thời gian gần đây. Hôm 26 tháng 2, nhóm Hezbollah đã bắn hơn 60 rocket và một căn cứ quân sự của Israel ở cao nguyên Golan. Một ngày sau, nhóm này tiếp tục nhận trách nhiệm một đợt tập kích tên lửa dữ dội mới vào Israel, vào Goren và Elon ở miền bắc Israel. Hezbollah đã sử dụng tên lửa tầm ngắn Falak phóng vào các khu vực kiên cố Jen'an Alam, Ramta, Ruweisat và Tel Kupra. Tuy nhiên, phía Israel cho đến nay chưa thông báo thiệt hại hay thương vong từ những đợt tấn công này.